À, trong kinh Đức Phật à, có câu dạy chúng ta rất là hay à, Đức Phật dạy chúng ta à, ngày đêm thường nghĩ thiện pháp à, khi chúng ta à, nhìn một cái việc ác nào của người khác thì việc ác đó, tức khắc nó thành của chúng ta ừ. chỗ này quan trọng nha quý vị à. nếu như mình thường nghĩ thiện pháp thì tâm mình là thiện quý vị hạt giống tâm mình là thiện nếu như mình nghĩ cái ác của người khác để mình nói cái ác của người khác là trở thành cái ác của mình đó. nên cái thiện pháp đặc biệt nhất đó là niệm phật ngày đêm thường niệm phật là nghĩ thiện pháp đặc biệt nhất nên à, những đức à, thời điểm lúc trước khi mà những đức mới gặp sự cố những đức có thường khuyên những người biết những đức suốt đừng chen vào nhân quả của những đức vì sao vậy biết không vì những đức muốn trả phức cho xong mình cũng rất là mừng mừng là vì những người biết mình họ cũng nghe lời vì những đức à, kinh nghiệm thấy một số vị khi họ gặp sự cố thì những người biết họ họ đứng lên nói này kia nhiều quá những đức nghe pháp sư hải khánh khi ngài mà bị sự cố gì ai mà đến binh ngài này kia đồ ngài nói thôi 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 đây là nghiệp chướng của tôi để cho tôi trả cho xong phước cho rồi vì tôi muốn về thế giới cực lạc Khi ngày giảng sanh thì để là toàn thân xá lợ Vì sao? Vì cái qua báo thế gian Ngài muốn trả phức cho rồi Bây giờ mình cũng muốn giảng sanh Thì thôi Qua báo thế gian thôi trả phức cho rồi Nhưng Đức mong rằng Quý vị Nên nghĩ thiện pháp là nên niệm Phật Tất cả những gì Những Đức chia sẻ quý vị nghe lúc trước Vì nhớ không? Bây giờ quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại đi. Nó hình thành Iran Hồi đó lúc bình thường như Đức nói rằng là chúng trong chùa những Đức lo cho đông vậy nếu sau này như Đức gặp sự cố không có mấy người đi theo những Đức đâu. Vì sao vậy biết không? Vì khi mình gặp sự cố có chỗ nào mình ở đâu mà đi theo đông. <laughs> Dù muốn đi theo cũng không được. <laughs> Nên thấy chưa? Đó. Rồi, mấy bà fan ham dọ thì như Đức nói, nhớ không? Nói nhiều lần đúng không? Sau này tôi gặp sự cố trong mấy bà còn được mấy bà. Thấy không? Mấy bà đều nói câu là Ờ, thầy nói câu vô tình ghê. À, nó, nó, nó. <laughs> biết gì sao mà chị nó nói trước cho vị nghe không? Vì cái cõi đời này là bèo nước gặp nhau vì thấy bèo không bèo với nước nó hợp lại nhưng mà gió thổi cái bèo nó trôi tùm lum <laughs> đúng chưa vì thấy cái cái, cái pháp thấy gian đi rồi sức thế gian vậy thấy không vì vì, vì con nhận bèo với nước hợp lại bèo nó, nó nó lúc bình thường không có gió thì nó 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 gơm bèo lại nó thành 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 mảng đúng không nhưng mà khi mà gió bão thổi thì bèo trôi tứ tung <laughs> đó nên từ nơi đó mà chúng ta là bèo nước gặp nhau Thì duyên Nó duyên là khi mình đã từng gieo Thì duyên bao nhiêu Thì gặp nhau bao nhiêu Khi hết duyên rồi Thì chúng ta mỗi người Đường ai nấy đi Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi <laughs> Nên bản thân mình cứ nghĩ tiền pháp đi quý vị Nhưng Đức bây giờ thì thật sự mà nói Chỉ có một mình quý vị cũng có cần binh nhưng Đức làm cho nó mệt Đâu có dính tổ chức gì đâu binh Nhưng Đức cũng đâu có dính cái gì đâu Binh vực gì cho nó mệt thì. Nhưng Đức mong quý vị Ai nói gì tới những đức Quý vị cái niệm một câu ai với đạo Phật giùm những đức đi những đức nói là mồ với đạo Phật. Tôi cảm ơn chị, cảm ơn anh. <laughs> niệm có Phật hiệu như đức cảm ơn quý vị thật lòng luôn đó quý vị. Tại vì sao đó là cách quý vị vừa tiêu nghiệp mà giúp những đức tiêu nghiệp. Nghe không? quý vị đi nói lại ổng à, bị thiệt thòi này kia mấy vị nói càng nói càng nhiều càng tạo nghiệp thêm. không được cái gì yeah. cái quan trọng là cuối cuộc đời mình đi đâu nè cái này mới là cái quan trọng này quý vị ô là quý vị oh. nó, nên... <laughs> nó nên nó nên nó nên bà hương và lo bà niệm phật <laughs> nên từ nơi đó mà phải xiên niệm phật nó bị hởm à. toàn là ở dưới không bữa nay cũng biết bắp mà chạy lên trên được <laughs> thị phi nên <laughs> à, à, thị phi bao giờ dứt nó, nên từ nơi đó mà đỡ cái cõi này là nó như ừ. vậy đó quý vị nên bây giờ Ngài được năm 6 thờ tu cũng đỡ tối đa cái miệng này chứ không dẫn đâu cái nếu mà không có năm chấu thờ này cũng dữ lắm á chứ không phải chuyện giỡn nha. cũng đi tìm, đi kiếm, đi soi bói đồ tứ tung lang tang không? nên á à, muốn giảng sanh không? Uhm, muốn thì cố gắng niệm Phật. Thường nghĩ thiện pháp đi nếu như nghĩ cái điều ác người khác là trở thành cái ác của mình, nó cái này quan trọng không? Mình thiệt thòi quá quý vị. Thiệt thòi quá. Từ xưa tới nay Cổ thánh tiên hiền Ai mà không có lỗi Họ từ cái sửa đổi mà trở thành Cổ thánh tiên hiền Chứ không ai hoàn toàn không có lỗi đâu quý vị ơi Giống như Hòa à, Thượng Tịnh Không ngày giảng về Vua A Xà Thế Vua A Xà Thế là tạo tội nghiệp Không phải bình thường tội nghiệp của vua a xà thế trong kinh vô lượng thọ vì phía nhớ tội nghiệp của vua a xà thế là tội nghiệp của địa ngục vô gián vì trong ngũ nghịch trọng tội ông phạm phần nhiều hết vua a xà thế là phạm ngũ nghịch trọng tội nghĩa là ông bắt cha ông nhốt vào vào tù cho chết để lấy ngôi vua của cha làm con á bị kinh chưa rồi bắt mẹ nhốt vào lãnh cung cùng với đề bà lạc đa kết hợp lại thì phát tăng đoàn hại phật nên vua a xà thế là tạo tội ngũ nghịch trong ngũ nghịch trong tội này phạm một tội thôi là đọa địa ngục vô gián như vậy mà cuối cùng vua a xà thế ông sám hối khi ông nghe Đức Phật nói về thế giới cực lạc Khi cuối cùng cuộc đời của ông Ông thành tâm sám hối Sự sám hối này của Vua Sà thấy không đơn giản chút nào Giống như lặt bàn tay luôn đó quý vị Cuối cùng ông lặt bàn tay luôn Chuyển nghiệp đến mức như vậy đó. Có nghĩa là sự sám hối này của ông là cùng tột tặng đáy lòng sám hối Sám hối một phát một chuyển nghiệp luôn Vì mà ông niệm Phật giảng sanh Đại Lão Hòa Thượng Định Không Ngài nói rằng Đức Thế Tôn nói trong kinh A Xà Thế Quân Tử Mà Ngài nói rằng là Du A Xà Thế Giảng Sanh Thượng Phẩm Trung Sanh Năm xưa khi Hòa Thượng nghe công đoạn này Không dám tin nổi Một con người tạo tội ngũ nghịch Mà cuối cùng quay đầu sám hối Mà Giảng Sanh Thượng Phẩm Trung Sanh Việc này không thể nào tin nổi Càng về sau giảng kinh Đây là những đoạn Hòa Thượng Định không giảng đấy nghe Càng về sau giảng kinh thì đại lão hòa thượng không phải nói rằng mới hiểu nổi cái sự sám hối là cái cực kỳ quan trọng sám hối là cái rất quan trọng Nhớ. nên niệm vật giảng sanh mỗi ngày niệm phật đó là mình đang sám hối niệm phật lễ phật là mình đang sám hối đó quý vị đa phần chúng ta là do cái ngã của mình mà tạo tội nghiệp nè thấy cái ngã của mình ai nói đến mình là chịu không nổi đúng không và dù cho mình thương người thân mình mình thương cỡ nào đi chăng nữa mà đến khi đụng đến cái chết là quý vị, vị sẽ biết quý vị, vị thương như thế nào liền khoan nói đụng tới cái chết đụng tới danh lợi một chút thôi thì quý vị, vị sẽ biết hiện cái ngã của quý vị lên như thế nào liền nên đại lão ở từng tình công thì nói rằng là tình thương của thế gian gọi là hư tình giả ý nên bạn không cần phải đau nhói lương tâm mới bị làm gì cho nó mệt tại vì sao vì hư tình giả ý tình thương nó có cái tính toán ở bên trong nên chỉ cần đụng đến cái danh lợi một chút sẽ sanh ra cái tâm của mình thật hay giả liền phan hay nói đụng đến cái chết có những tình cảm của vợ chồng thương nhau vô cùng thương nhưng chỉ cần ông chồng mà chết một cái thôi là bà vợ mới sợ hoặc bà vợ chết là ông chồng sẽ sợ liền sẽ sợ cái xác đó liền trong khi cái xác đó thường ngày cùng nằm ngủ chung với mình mà bây giờ nó vừa chết thôi là mình đụng đó là mình đã sợ chết một Sợ cái gì? Sợ chết trùng Đó Nên cái tình thương đó Quý vị sẽ biết được nó thật hay giả liền đó. Ngồi suy nghĩ đi đó. Nên quý vị sống trong cuộc đời này quý vị, Chúng ta sẽ gặp rất nhiều thứ Mà chúng ta sẽ giác ngộ À Chúng ta sẽ gặp rất nhiều thứ chúng ta sẽ giác ngộ Nên Phật Bồ Tát dạy mình là Thường nghĩ thiện pháp Nếu đem những cái bất thiện đó Để đắp vào tâm mình là mình trở thành ác liền Thành ác của mình họ đã có cái tâm ác rồi mà mình đem cái ác của họ mình đắp vào tâm mình là mình cũng ác luôn mình với họ là một thể loại không khác nên cái thời gian mà cho chúng ta được tu nhiều này nè cái thời gian này nó làm mình lắng động tâm hay dữ lắm quý vị ơi hay dữ lắm quý vị ô là quý vị từ nơi đó mà cứ lên niệm phật lễ phật đi thì sẽ thấy đặc biệt dữ lắm ừ. Ngồi lại tầm 3, tầm 7 Thì sẽ thấy Cái gì sanh ra liền à, Ngồi lại đi rồi Quan sát nghe Sẽ biết cái gì sanh ra liền <laughs> Ví dụ như <laughs> Chủ nhật cái thứ bảy gì Tập trung lại mười mấy hai chục người Người nào là người sáng suốt nhất Sẽ thấy ra liền Lúc vô tu thì thôi mà Khi ra ngồi ăn rồi sẽ biết <laughs> suy nghĩ cái gì liền đúng không đó nên Phàm phu chúng ta vừa tu đó thì phá đó giống như cái câu như Đức từng nói quét nhà phía trước mà giải rác phía sau phải không, quý vị à, những câu rất là đơn giản dễ hiểu của người học lớp 3 dễ hiểu mà không chịu hiểu đúng không? rất dễ hiểu dễ làm mà không chịu hiểu để không chịu làm Thôi ai không làm tôi làm cố gắng chứ sao vậy? nó à. nên từ nơi đó mà cái hư tình giả ý của cuộc đời này nó nhiều lắm nhưng hãy nên cho nhau cơ hội vì à đặt mình vào người thì chúng ta mỗi người đều có cái khó khăn thí dụ như đức đã từng quản chúng chùa chiền quá hết trơn rồi trong lòng như đức bây giờ thấy thương các anh em bây giờ đang coi chùa chiền dữ lắm đây là nói thật lòng từ tâm á Hương họ Họ chia ra mỗi người điểm chùa Nhưng mà họ cũng mang cái gánh nặng của lương tâm họ lắm á, Họ bận tâm lo các cụ không biết có gạo ăn hay không Rồi lo tới tháng tiền điện có tiền trả hay không Họ lo rất nhiều thứ Vì những việc này những đứa ta từng làm qua rồi quý vị Nên đặt mình vào người mình sẽ thấy khó khăn Nên nào đó khi ngồi chung với mấy anh em Những đứa nó nói hết rồi Lúc bình thường Đức nói hết rồi quý vị Nói sao này mấy ông chỉ cần thương các cụ Lo cho các cụ Các ông đối xử với tôi thì sao cũng được Nhưng mà mấy ông phải nhìn lại cái tâm mấy ông Thì tôi ngày xưa tôi cũng trải qua rồi Thời gian giống mấy ông Ngày xưa khi tôi mới xuống chùa Thật sự khó xử lý quá Không thể nào phò hai vua được quý vị Nhưng mà cái hình tướng bên ngoài Tôi phải nhìn đại cuộc thôi nhưng mà trong lòng thì thật sự Phải hiểu được cái biết ơn như thế nào Để làm cho đúng nghĩa Chứ đừng có loại cái tâm biết ơn ra Thì tùy thôi Hiểu không Nhưng mà đặt mình vào họ Mình thấy họ có cái khó khăn Thôi Những gì làm được lợi ích cho đại chúng Cho các cụ thì cứ cố gắng mà làm Chứ đừng đặt cái cái danh tiếng của mình lên hàng đầu Thì mình uổng cuộc đời tu của mình nhưng làm gì làm cố gắng dụng công tu Vì tôi nhờ có tâm niệm Phật Nên cuối cùng á Tôi văng ra ngoài tôi còn tu được á Nếu như mấy ông mà thiếu đi cái tâm niệm Phật Thiếu đi cái tâm nhiệt quyết á Khi lỡ mấy ông có sự cố gì Mấy ông thấy thảm lắm Hãy nhìn từ tôi đi rồi sẽ thấy Dù có làm việc lớn cỡ nào đi chăng nữa Tôi cũng văng ra rồi nè Mà tôi văng ra bây giờ tôi khỏe đó mấy bạn ơi tôi văng ra bây giờ tôi khỏe nè nên mấy bạn phải tâm quyết nha cái việc lợi ích cho chúng sanh có những cái phải bạo gan một chút sau này cỡ nào khi thắt thấy xa cơ thì chúng ta vẫn còn mộng mơ với ai với đạo phật <laughs> còn nếu như mà lúc bình thường á lo được lo mắt lo trước lo sau khi đến lúc mà nó văng ra rồi Lúc đó thê thảm lắm Thê thảm lắm Tôi á, người ta còn tính cho tôi được cái á, Lúc ông này á, Lúc cái ông này mà ổng á Đương thờ ổng đã làm cái gì Người ta tính nên người ta mới còn Quý mến tôi mà cùng tu với tôi đó Còn nếu như lúc đương thờ Mà mình lo trước lo sau lo được lo mắt Mà mình không làm được gì Đến lúc rồi nghiệp duyên nó đến nó thử thách mấy ông lúc đó mấy ông thê thảm lắm nên những đức mong rằng tất cả những người biết những đức đừng bao giờ thấy những đức ngày hôm nay thiệt thòi mà thấy tội nghiệp nó thiệt tình mà nói với vị những đức đang tội nghiệp mấy anh em đang làm công việc thấy những đức vì những việc này những đức đã làm qua rồi quý vị ơi thật sự nếu nói là danh thì là hư danh thôi quý vị vì mục tiêu đi tu là cầu giải thoát Là hứa danh thôi Người ta đặt mình vào một cái việc đó mình làm Rồi mình chích mồ mình luôn Có khi người ta còn kích động mình Phải cố gắng nếu không Ông bị thất bại là tôi bỏ quan bên luôn Bản thân họ phải lao chết mồ luôn Hiểu không quý vị Thí dụ như căn nhà của người ta Người ta để mình vô căn nhà đó Người ta kêu mình giữ căn nhà đó Và lo căn nhà đó Nếu ông mà không làm xong Thì ông ra khỏi căn nhà này Cuối cùng là nhà người ta Mà mình phải cố gắng chết mồ Hư danh trong cuộc đời Không khéo là nguy hiểm lắm Đây là cái tôi đã trải qua rồi Mà thật sự trong lòng tôi nói Không biết bao nhiêu lần mà nói Nên là thờ những đức á, Trong tâm nó nghĩ cái gì ngộ lắm Cứ nghĩ mình sắp sửa đi sao Mấy bà già mà cùng thờ Mấy bà già mà cùng thờ những đức ngày xưa Từ trên kia đi xuống mà mấy bà Như nhớ mà cụ liễu được một số và cụ hậu rồi trong lòng như đức nói trời ơi mong làm sao mà mình lo cho mấy cụ mà cùng cái thờ đó với mình mà qua một đợt các cụ ra đi mình lo cho các cụ vì bây giờ cũng tám mấy tuổi tại vì mấy bà cái lúc như đức mới xuống hộ pháp mấy bà cực mấy bà cụ già và theo như đức một số bà đó đó bây giờ thấy cụ liễu và về nhà và tu mỗi ngày trên rung với những đức trong lòng cứ nói mấy bà cụ nào mà bà mắc cái lúc mà tôi còn đây tôi lo cho tôi mãn nguyện cái tâm tôi vì trong lòng mình nghĩ rằng chắc mình đến lúc sắp sửa tới nó nên thật sự những đứa không có gì mà gọi là hối hận đâu quý vị chỉ có cái là cái tình cảm thế gian nó nó động lại tâm mình thôi nhưng bây giờ thì nó 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 nhẹ nhàng hết rồi nên thương mấy anh em thế những đức làm bây giờ mấy ông lo nhiều thứ lắm nên những đức cũng phiên phật tử mà. ai mà đến được hỗ trợ mấy anh em được thì quý vị cứ làm điều đó vì mấy ông cũng nuôi có cụ già Chứ những đứa có cấm cản ai đi đến chùa đâu chàng Nhưng mà những đứa bây giờ sao cấm cản được quý vị em <laughs> không Hồi xưa vì đi đến chùa những đứa còn nói này nói kia Chứ giờ những đứa ngồi trên cái tivi mà thấy không Nên thôi chúng ta là bạn quý vị ơi nó Thường nghĩ thiện pháp đi Đó nên tất cả các anh em á, Mấy ông bên cạnh những đứa Những đứa thấy mấy ông nuôi có cụ già Những đứa mừng Thật sự không có một chút gì Mà không vừa bụng mấy ông đâu Vì mình muốn giảng sanh cực lạc quý vị à Không càng tu nó dịu cái tâm lại quý vị Muốn sanh cực lạc mà Nên mong rằng quý Phật tử những người biết những đức Thôi đừng có nói chuyện Người khác làm chi Chuyện mình một ề còn chưa xong nè quý vị ơi Nghe không Chuyện mình một ề là cái chuyện biết mình có giảng sanh hay không nè Chuyện mình một ề Đấy chưa xong mà Còn lãng hoạn nhiều chi <laughs> không, không khéo mình dính phải Tùm lum tùm la đó, nghe Thôi cố gắng nghĩ thiện pháp niệm Phật đi Nhớ Phật niệm Phật là điều đặc biệt nhất Đặt mình vào người Để cảm ơn người Biết cảm ơn nhau Và cố gắng để hẹn nhau Gặp ở thế giới cực lạc Đó là chỗ an vui nhất nha quý vị Chúc quý vị an lạc Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật